Xin chào mọi người, chào các em. Xin chào Tuyết Nhi này. Rồi, hello Hùng. Rồi, xin chào Hồng Nhung. Chu Thảo thấy không xem bóng đá thì thấy cũng xem, thì trận này nó không căng lắm mọi người nhỉ. Đúng không? Nên là thôi, thầy là thầy định là chờ nó hết trận ấy thì thầy like, vì thầy biết là mọi người cũng đang xem, đang giải trí, nhưng mà trận này nó kiểu nó nhạt quá. Đúng không? Thế nên thôi thầy like luôn. Đấy, nên là thôi thầy cứ like luôn. Phi Hùng trong live C cập nhật đấy. Live C thì cập nhật ở link tài liệu nhé, em xem lại chi tiết giúp thầy. Rồi. Ok, chào Hoàng Thư, chào Duy Lâm, chào Nhật Ly. Bình thường thì thầy tổ chức thi thử và chữa vào thứ năm thôi, nhưng mà đợt này thì bắt đầu là ôn thi học kỳ đúng không? Thế nên là thầy sẽ có thêm một cái buổi là vào ngày thứ hai là hôm nay đây này, là thầy sẽ livestream để ôn tập học kỳ cho mọi người. Không biết là các bạn đã có cái lịch thi học kỳ chưa nhỉ? Hôm nay thầy sẽ có một cái bài là ôn thi học kỳ cho các bạn nhé. Và trong buổi ngày hôm nay thì thầy và các bạn sẽ cùng nhau chữa cái đề Sở Thái Bình. Đó cũng là một cái đề khá là hay. Đề Sở Thái Bình. Rồi, thật ra ấy là thầy định livestream đúng vào 9 giờ. Nhưng mà sau đấy thì thầy lại nghĩ là một cái ý tưởng đấy là hay là thôi mình livestream muộn một tí. Đó, để xem là có bạn nào mà nhớ cái lịch livestream và nhắc mình không. Đó, thế thầy chờ đến 9 giờ 10 không thấy bạn nào nhắn tin là thầy ơi đến giờ mà chưa like các kiểu, thế là thôi thầy đang ảnh phải like, cũng như chứng tỏ là mấy ông 24 lười lắm, rất lười luôn đấy. Bây giờ đang xem là bóng em mới có đấy, ôi bây giờ nhìn lại mới có bốn chưa được 400 ông, không hiểu là mọi người đi đâu, bọn này lười thật. Có những bạn thi học kỳ rồi à? Bạn nào mà thi rồi hoặc là có cái đề nào mới hay thì gửi ngay cho thầy nhé, để thầy làm file đề, làm đáp án và livestream chữa cho mọi người. Giai đoạn tới thì thầy sẽ cập nhật đề và cái đáp án ở các nơi rất là nhiều cho mọi người. Thế là mọi người nhớ cái lịch để chúng ta có thể là làm cái đề từ các nơi nha, để mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Thầy lại lượt. Thầy lươn gì? Trận hôm nay nó nhẹ mà, nên là thầy chờ mãi xem là 2K4 mà có ông nào nhắn tin thầy ơi vào học đi các thứ. Mọi năm thầy nhớ là bọn 2K3 mà kể cả 2K2 chẳng hạn, 2K2 là cái đợt Việt Nam đá là rất căng ấy. Đấy mà hôm nào mà thầy xem đá bóng mà like chỉ muộn tí thôi là bọn nó nhắc ngay. Đó. Thế mấy ông 2K4 chả thấy ông nào nhắc, cũng như các ông cũng lười, lười kinh khủng luôn. Rồi, mọi người giúp thầy chia sẻ cái livestream này để anh em vào để chữa nào, sao hôm nay vắng vẻ như này. Trời ơi, mỗi hôm mấy nghìn người mà sao hôm nay có 500 anh em vẫn chưa hết trận bóng nhỉ? Đâu thì ngó qua xem là trận bóng còn bao nhiêu phút nữa nào. Mấy ông này lười chắc là vẫn phải hết đá bóng. À, phút 81 rồi, đúng không? Chắc là còn 5-7 phút nữa là hết hết giờ rồi. Lười quá này, chết. À lại bọn em lại thử thầy đấy, hay đấy, hay. Chiến nhỉ? 2K3 thì đi chơi đi còn gì. Hay nhờ, các bạn bảo là bọn em lại thử thầy. Thôi, nào các bạn chia sẻ với thầy để 500 anh em mình chữa luôn à, 500 anh em chữa luôn, ông nào lười thì là điểm thấp. Thế rồi. Ok, rồi 500 anh em rồi nha. Mọi hôm mà hơn 1.000 2.000 nhưng mà hôm nay vắng vẻ thôi mình cứ chữa luôn. Nha, chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cái chuỗi bài là học kỳ. Đó, hôm nay thì thầy sẽ chữa đề Sở Thái Bình, cái này thì thầy đã chia sẻ cho mọi người rồi. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Chờ tí thầy ghim cái link. Phan Văn Chiến này nhớ không? Có nhớ chứ. Đúng không? Các bạn học sinh cũ nói chung là nhìn mặt thì không biết, nhưng mà nhìn tên bạn nào chăm học thầy nhớ ngay. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Hôm nay mình chữa đề Sở Thái Bình và nội dung của nó thì là ba chương đầu tiên các em nhé. Không biết là các bạn thi học kỳ thì như thế nào, nhưng mà thi học kỳ chương trình chuẩn đấy thì nó sẽ gồm có ba chương đầu tiên đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mà như thầy nói rồi, đây là đề học kỳ, thế nên là mục tiêu chính của chúng ta là ôn lại toàn diện kiến thức. Đề này thì cũng có tương đối là nhiều câu vận dụng cao các em nhé, nhưng mà nó khá là quen thuộc. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn cái đề ngày hôm nay. Câu số 1, biết cường độ âm chuẩn là 10 mũ trừ 12 W trên mét vuông, và bây giờ đề bài yêu cầu tính cái mức cường độ âm. Thế thì mức cường độ âm thì tính bằng công thức nào các em? Cái này thì rất là dễ đúng không? Mức cường độ âm thầy dùng công thức liên hệ là Y
bằng y0 nhân 10 mũ l. Thay vào y là 10 mũ 5 bằng y0 là 10 mũ trừ 12 nhân 10 mũ l. Vậy từ đây thầy có l là bằng 7. Đơn vị tất nhiên là ben rồi. Câu số 1 đáp án A. Tiếp theo, câu số 2. Câu số 2 là câu hỏi về công thức chu kỳ của con lắc lò xo. Thì quá dễ, T bằng 2π căn m trên k. Đáp án C. Tiếp tục, câu số 3. Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp. Cái này thì các bạn học đến chưa nhỉ? Trong khóa live thì thầy chưa dạy đến đây. Đó, còn mấy buổi nữa cơ thì mới kết thúc cái chương điện này. Ở đây chúng ta sẽ có là cái công thức của máy biến áp là N1 trên N2 là sẽ bằng U1 trên U2. Mình thay vào N1 ở đây là bằng 2200. Đó là sơ cấp. Thứ cấp là 120. Bên này U1 là 220. Đây U1 đây. Và đang cần tìm U2. Vậy từ đây thầy nhẩm vào ngay ông U2 thôi. Đúng không? Gấp 10 lần. Vậy đây là 12V. Đáp án C. Câu số 3 C nha. Tiếp tục câu số 4 của chúng ta. Đặt một cái điện áp xoay chiều. Điện áp xoay chiều có cái giá trị hiệu dụng không đổi, giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu của một cái điện trở. Và đề bài yêu cầu là khi mà mình cho tần số thay đổi thì công suất P là bằng bao nhiêu? Đó, công suất P. Thế thì cái nội dung này sẽ làm cho rất nhiều bạn là sẽ bị hoang mang ở đây. Thì mọi người phải lưu ý là đoạn mạch này là chỉ có R. Đoạn mạch chỉ có R thì công suất P ấy sẽ được tính bằng công thức là U bình phương chia cho R. Và nhìn vào đây thì mình thấy là nó sẽ không hề phụ thuộc vào F. F thay đổi thoải mái. Đúng chưa? Đáp án của chúng ta là B. Câu số 4 B. Tiếp tục câu số 5. Tai cảm nhận được cái âm thanh khác biệt từ các cái nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra từ một nhạc cụ. Đúng không? Có nghĩa là cùng một nhạc cụ, như là cùng một cái cây đàn guitar, hoặc một cây sáo, hoặc là một cái đàn piano chẳng hạn. Thì nghe một âm mình luôn thấy là nó khác nhau. Ít nhất là mình không học về nhạc thì mình cũng phân biệt được các âm khác nhau. Thì lý do nó khác nhau là bởi vì là nó có tần số. Đúng chưa nào? Tần số. Thế còn nếu mà là gì? Hai nhạc cụ khác nhau thì sẽ là gì các em? Hai nhạc cụ khác nhau mà đánh cùng một âm vẫn phân biệt được thì là khác ở cái âm sắc. Đúng chưa nào? Tiếp tục câu số 6. Treo con lắc đơn vào một điểm cố định thì tăng khối lượng lên 2 lần thì tần số sẽ như thế nào? Câu này thì chắc là không bạn nào nhầm rồi đúng không? Bị ví bị lừa nhiều. Câu này là như thế nào? Câu số 6 này các em. Ở đây người ta yêu cầu tính tần số đúng không? F là bằng gì? 1/2π nhân căn của g trên l. Đó, đấy là con lắc đơn và người ta thấy là nó không hề phụ thuộc vào khối lượng m. Nên m có tăng hay giảm thì nó cũng không ảnh hưởng và đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu số 6, đáp án của chúng ta là B. Tiếp tục nào. Câu số 7. Đặt một điện áp U vào hai đầu cuộn cảm thuần và người ta yêu cầu tính cái ZL. ZL thì tất nhiên là omega L rồi. Đáp án B. Tiếp tục. Câu số 8. Câu 8. Giao toa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và tại B dao động điều hòa. Và đề bài cho chúng ta là hai nguồn này kết hợp này. Rồi. Bây giờ là hỏi cực tiểu, khả năng là đề nó có thiếu thiếu nhỉ các em nhỉ? Đúng không? Đây nó phải cho là cùng pha nữa thì mới chuẩn xác nha. Đúng không? Đây hai nguồn kết hợp là chưa đủ, phải hai nguồn đồng bộ. Chắc là hai nguồn đồng bộ thì gõ nhầm đề. Đúng chưa nào? Thì ở đây chúng ta có là đáp án câu số 8 nó sẽ là đáp án D. K cộng 1/2 lambda. Cái này thì quá quen thuộc rồi, nhưng mà phải lưu ý cái pha của nguồn nhé. Đây là khả năng lúc trong cái lúc mà gõ lại đề của Sở Thái Bình thì gõ nó bị nhầm. Tiếp tục câu số 9. Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC, đề bài hỏi cái hệ số công suất. Số công suất của chúng ta là cốt gì ạ? Cốt phi. Cốt phi là bằng gì các em? R trên Z. Vậy đáp án mình chọn sẽ là đáp án tiếp là D. Đúng chưa nào? R trên Z, Z đây, ZL trừ ZC đây. Câu 9 sao? Rồi, mấy câu đầu tiên thì cũng thấy là cũng dễ thôi. Tiếp tục câu số 10 của chúng ta. Mối liên hệ giữa lambda VTF. Thì chúng ta nhìn xem cái đáp án nó đúng thì mình chọn thôi, chứ cái này thì chả có cái gì cả. Đúng không? Lambda thì là bằng VT. Đó, là bằng V trên F.
xem cái nào đúng thì mình chọn thôi. Đáp án là ở đây là D đúng không? F bằng 1 trên T bằng V trên lambda. Câu 10 cũng có D. Câu này nhìn tinh nhá, bởi vì là nó cứ giống giống nhau ấy. Bạn nào nhìn không tinh là sẽ nhầm. Câu 11. Tại một thời điểm T, kích thích cho đầu A sợi dây đàn hồi dao động điều hòa theo phương trình UA. Sóng truyền trên dây là bước sóng là lambda. Và đề bài hỏi là đến thời điểm T bằng 6, điểm M cách A một đoạn là lambda thì có ly độ bằng bao nhiêu? Thế để làm câu này thì điều đầu tiên thầy phân tích cho mọi người là M và A cách nhau lambda, vì vậy là M và A là hai cái điểm nó cùng pha. Đó, cùng pha. Thế thì thay vì đi tính điểm M thì chúng ta coi như là chúng ta tính cho điểm A, đúng không nào? Thế bây giờ mình vẽ cái đường tròn pha ra mình nhìn cho nó nhanh. Là gì? Ban đầu ông này pha là trừ pi trên 2, đúng chưa? Sau thời gian là t trên 6 là bằng 60 độ. Nó sẽ quay 60 độ nó đến đây, là đến pha là trừ pi trên 6. Và đến pha trừ pi trên 6 thì mình hiển nhiên có U là bằng A căn 3 trên 2 rồi. Đó, A là bằng 10. Vậy thay vào thì nó là 5 căn 3. Đáp án câu số 11 chúng ta tiếp tục là D. Rất là dễ nha, lưu ý đây là cùng pha. Câu số 12. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa. Đó, đây là cái phần lý thuyết về phần điện. Thì ngày mai thầy sẽ ra tiếp hai cái bài cuối về cái nội dung lý thuyết phần điện ở trên kênh podcast của thầy. Các bạn có thể vào Spotify tìm tên của thầy cũng ra nhé. Thì là ở trên đó sẽ có cái nội dung lý thuyết. Thì thầy đã đăng là hai chương đầu rồi về cái nội dung đầu tiên của chương điện. Thì chương điện còn hai nội dung nữa thì thầy sẽ đăng tiếp. Ba chương đầu tiên của chúng ta thì thường là những cái nội dung bài tập nó chiếm nhiều thời lượng hơn. Và bốn chương cuối thì sẽ chiếm rất nhiều lý thuyết. Các em lưu ý cho thầy. Rồi, bây quay trở lại câu 12. Thì đây là một câu thuần túy về lý thuyết. Chúng ta sẽ chọn cái đáp án nào? Đó, chọn đáp án nào? Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý là để giảm hao phí thì người ta sẽ tăng cái điện áp hiệu dụng đặt vào. Đó, tăng điện áp. Và người ta thường sử dụng là máy biến áp, đúng không ạ? Đáp án của chúng ta là C. Câu tiếp theo là câu số 13. Đề bài trong ta UI và đề bài hỏi ta tính cái công suất. Thì công suất P thầy sẽ sử dụng, tức là P là bằng UI cos phi. Nhưng mà ở đây thì mình lại thấy một điều là U là hàm cos, còn ông này là hàm sin. Đó, ông cos hàm sin. À vậy thì ở đây thì thấy là U và Y là vuông pha, đúng không? Nếu không tin các bạn đổi thằng này ra cos thì là sẽ vuông với Y. Vuông pha, vậy là phi là bằng bao nhiêu? Phi là bằng 90. Phi bằng 90 thì cos 90 thì nó bằng 0. À vậy công suất là bằng 0. Đáp án câu số 13 là B. Đó, 13. 13B chứ sao lại D nhỉ? Mười ba, có bạn nào nhầm không? Có bạn nào quên là hàm sin không? Thầy thấy có mấy bạn quên là hàm sin đấy, đúng không? Rồi, câu số 13, đáp án của chúng ta là đáp án B. Tiếp theo, câu số 14. Dao động tắt dần. Thì mình biết là dao động tắt dần là dao động có biên độ và tần số. Biên độ và năng lượng là giảm dần theo thời gian nha. Biên độ này và cơ năng hay năng lượng giảm dần thời gian. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Toàn câu dễ. Câu số 15. Câu 15 này thì thật ra nó liên quan nhiều đến cái kiến thức của nội dung lớp 11, đúng không em? Thì ở đây thầy nói qua nhé. Các bạn trong khóa live thì phần này sẽ học ở nội dung là máy phát điện xoay chiều. Thầy sẽ nói kỹ. Thì mình có một cái khái niệm đó, tứ thông. Tứ thông phi được tính là NBS cos của omega t cộng phi. Đó. Còn gì ạ? Còn cái thằng xuất động E thì được tính là bằng trừ phi phẩy. Nó sẽ là bằng trừ omega nbs đó nhân sin của omega t cộng phi. Đó, nó chính là cái cụm này. Bởi vì sao? Ở đây nó vuông góc, sin 90 thì mình lấy là bằng 1. Đó, đúng không nào? Vậy là bằng omega nbs. Đáp án của chúng ta, đáp án B, chính là giá trị E0. À đây nó hỏi E0, vậy thì đúng rồi. Thế còn đây góc vuông là góc khác. Còn nếu mà vuông thì cái chỗ này sin bằng 1 nó vẫn đúng thôi ạ. Rồi, ok. Câu số 15, đáp án mình là B. Người ta hỏi E0 thì lấy cái cụm to này nhé. Tiếp theo, câu số 16. Đề bài đặt một cái... câu 16 rất hay. Thầy cho các bạn comment câu 16. Câu 16 là câu rất hay này. Đấy, thầy phân tích kỹ câu này lý thuyết nha, nhưng mà có cái yếu tố lừa rất cao. Các bạn thử comment xem ra đáp án gì. Đâu, các bạn comment cho thầy cái câu này xem ra đáp án gì. Câu này có yếu tố lừa, gọi là lừa rất cao đấy. 16C à? Đấy, câu 16 thì đấy là câu yếu tố lừa rất cao. Rồi, bây giờ thầy phân tích cho các bạn cái câu này nhá. Thầy phân tích câu cho các bạn. Bài này nó hỏi cái gì nào?
nó hỏi này, nó hỏi cái độ lệch pha, đúng chưa? Nào các bạn nhìn cái độ lệch pha, độ lệch pha chính là cái thằng phi đó, và mình đã có là cái thằng tan phi nhá. Tan phi này, tan phi là bằng gì? ZL trừ ZC chia cho R. Vậy thì nhìn vào đây thì nếu mà nói về độ lệch pha đó thì nó sẽ phụ thuộc vào gì? À, ZL, ZC và R có nghĩa là gì? L này, C này, omega R. Thì đúng, các bạn chọn đáp án là đáp án A là sẽ đúng. Đúng không? Đó. Thế nhưng bài này nó không hỏi độ lệch pha mà nó lại hỏi một cái rất dị là dấu của độ lệch pha. Đúng không? Dấu của độ lệch pha. Thế thì cái thằng phi này, dấu của nó chỉ phụ thuộc vào tử số thôi, chứ nó chẳng liên quan đến mẫu, mẫu luân dương rồi. À, đúng không? Đó. Vậy nếu mà người ta nói về dấu của phi thì nó lại chỉ phụ thuộc vào ZL, ZC, hay có nghĩa nó chỉ phụ thuộc vào omega L và C. Các em phân biệt được không? Đáp án đúng của chúng ta nó phải là B nhá. Ừ. Đó, nó hỏi là dấu thôi, chứ nó không hỏi là phi. Nếu mà một bài hỏi là độ lệch pha phụ thuộc vào cái gì, đúng không? Đó, thì các bạn chọn độ lệch pha nó phụ thuộc vào đáp án A. Đó, nhưng ở đây nó hỏi là hỏi dấu. Đó, đấy là cái điều mà rất là hay ở đây. Nhưng mọi người lưu ý cho thầy nhá, để không bị lừa. Cái này thì thấy là các bạn khóa trước là cũng đổ máu ở câu này nhiều. Rồi, câu số 16 xong, đáp án của mình là B. Tiếp tục ạ. Câu số 17. Hai điểm AB trên mặt nước có hai cái nguồn là giống nhau. Rồi, hai nguồn giống nhau vậy là cùng pha. Biên độ là A. Bước sóng là 10. Điểm N cách A 25, cách B 10. Dao động với biên độ. Ở đây thì mình xét cái cụm là D. D1 trừ D2 nó là bằng bao nhiêu? 25 trừ 10 vậy là bằng 15. 15 này là bằng bao nhiêu? À, lambda thì là bằng 10. Vậy cái này là bằng 1,5 lambda. Thì nó chính là dạng K cộng 1/2 lambda, đúng không các em? Vậy cái điểm này là cực tiểu. Mà cực tiểu thì tất nhiên là biên độ dao động là nó sẽ phải là bằng 0. Đáp án của mình là C. Đúng chưa? 17. Cực tiểu mà. Sau 17 vẫn có nhiều bạn comment A với B nhỉ? B thì chắc chắn loại rồi, biên độ gì có chuyện mà biên độ âm. Đó, 17 đáp án phải là C này. Tiếp theo, câu số 18. Đề bài cho ông ta một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa x1, x2. À, và đề bài hỏi là vào cái thời điểm mà ly độ là 3 và 4 thì ly độ tổng hợp là bao nhiêu? Ở đây lại là một cái yếu tố lừa nữa, mọi người chú ý với thầy. Đó là ly độ của dao động tổng hợp, đúng không? Ly độ của dao động tổng hợp thì mình tính như thế nào? Ly độ dao động tổng hợp thì là x. Đó, nó sẽ được tính là bằng x1 cộng x2. Ở đây chứ không phải là biên độ ạ. Thế thì mình lấy cái 3 với 4 cộng nhau thôi thì ra là 7. Đáp án 18 của chúng ta đúng, nó phải là A. Đấy thì biết ngay, sẽ có nhiều bạn comment đáp án là B. Bởi vì nhìn thấy vuông pha, đúng không? Thì là A bình bằng A1 bình cộng A2 bình. Nhưng ở đây nó hỏi là ly độ, chứ nó không hỏi là biên độ. Đấy, 18 rất nhiều B này. Được chưa? Rất nhiều B. Lưu ý nha, đừng nhầm lẫn những cái câu này. Tiếp tục nào. Câu số 19. Đề bài cho ông ta một cái sợi dây và đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa. Vậy thì mình kết luận là hai đầu cố định. Đúng chưa? Hai đầu cố định. Cái tiếp theo là cái gì? Hai đầu cố định cái tiếp theo. Đó là một cái sợi dây nó có sóng dừng. Thì bây giờ đề bài yêu cầu tính xem là có mấy nút mấy bụng. Thì chúng ta công thức là L bằng gì? K lambda phần 2. Thay vào L là bao nhiêu ạ? 100. K là cái quan trọng đang cần tìm này. Lambda thì là bằng V trên F. V là 20, đúng không? Chia cho F là 40. Đó, chia cho 2. Nhưng mà nếu viết này thì hoàn toàn là sai. Thầy phải nhân cái này với bao nhiêu? Thầy phải nhân với 100. Bởi vì mình đang tính cái này là centi. Đúng chưa nào? Vậy từ đây mình tính được K. K nó sẽ là bằng mấy cái nhỉ? K bằng 4. K bằng 4, vậy thì sẽ có 5 nút và 4 bụng, đúng chưa? Hai đầu cố định. Đáp án câu số 19 của chúng ta, đáp án D. Tiếp tục nào. Câu số 20. Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng, sóng dừng. Sóng truyền trên dây có cái bước sóng là lambda. Đó, lambda. Và khoảng cách giữa hai cái nút liên tiếp thì mình biết là khoảng cách giữa hai bụng hoặc là khoảng cách giữa hai nút thì nó luôn luôn là lambda trên 2. Câu số 20, đáp án của chúng ta là A. Tiếp tục, câu số 21. À đấy, quên đến câu 20. Thì thầy thông báo các bạn này, nhiều bạn thắc mắc là tại sao hôm nay thầy lại live, đúng chưa? Bởi vì hôm nay là một cái buổi mà để vừa thầy livestream,
cũng là vừa thầy thông báo các bạn là thầy sẽ khai giảng cho các bạn cái khóa là khóa Live T. Khóa Live T. Đó thì cái khóa Live T thì thầy chưa dạy, và hôm nay là cái buổi mà thầy thông báo với các bạn từ tuần sau bắt đầu cái khóa luyện đề của thầy sẽ bắt đầu nhá. Cái khóa luyện đề của thầy sẽ bắt đầu từ tuần sau, và nội dung đầu tiên của luyện đề là thầy sẽ ôn những cái đề học kỳ 1 đó. Thì giai đoạn này thì trong khóa học thầy sẽ kết hợp dạy luyện đề và dạy các cái chuyên đề vận dụng cao của khóa Live C đó. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục luyện đầy đủ những cái dạng bài, rồi chúng ta sẽ luyện các cái đề từng mức độ. Thì bạn nào muốn đăng ký khóa luyện đề thì có thể điền thông tin mà thầy đã ghim ở comment nha, được chưa, để có thể đăng ký cùng thầy, và khoảng gần 6.000 bạn đã đăng ký rồi đó. Bây giờ thì thầy sẽ quay trở lại với bài ngày hôm nay, rồi quảng cáo mất khoảng 2 giây. Câu số 21, đề bài cho một cái đoạn mạch. À, câu này sẽ nhiều bạn nhầm đây này. Lai T có tài liệu chưa? À, chưa em nhé. Lai T thì luyện đề học kỳ thôi, thì thầy đã đăng chung ở Lai C rồi. Ừ. Em đặt sách mãi chưa về. Thật ra là cái sách của khóa Lai T ấy, ừ. Đó thì là thứ nhất là có bạn hỏi là mua hộp đề thì mua sao, thì các bạn trong khóa Lai thì mới được mua đó, chứ là ngoài không được mua. Cái thứ hai là cái hộp sách đó thì là vì các bạn đăng ký quá nhiều, thầy thấy bên trợ lý của thầy báo là trong tuần vừa rồi đã có khoảng hơn 5.000 đơn, có nghĩa 5.000 bạn mua, thì trong khóa học là đã có khoảng gần 6.000 bạn, thì khoảng 5.000 bạn đã mua rồi, thì là chưa gửi kịp. Bạn nào mà chưa gửi kịp thì cứ bình tĩnh chờ nhé, bởi vì mình cũng chưa dùng đến nó đó, thì sang tuần sau mình mới dùng mà, ok chưa. Còn sách là in xong rồi và gửi rồi đấy. Còn sách tặng thì thầy sẽ cố gắng là trong tuần này thầy sẽ gửi cho mọi người. Rồi quay trở lại với cái câu 21, đề bài cho chúng ta như sau. À, một cái điện áp U đó đặt vào đầu một cái tụ điện, thì cường độ dòng điện qua tụ điện là có cái biểu thức Y, biểu thức Y. Và đề bài hỏi là khi mà U là bằng 50V và đang tăng thì Y là bằng bao nhiêu. Thứ nhất đây là cái mạch là chỉ chứa tụ. À, bây giờ U của chúng ta là bằng 50V và đang tăng, đúng không? Mà cái thằng U ấy, U0 của mình là nó bằng đây 100V. Vậy từ đây thầy suy ra là pha của U nó sẽ bằng bao nhiêu? 50 với 100 thì là cộng trừ pi trên 3. Đúng chưa? Đó là cộng trừ pi trên 3. Đang tăng thì là chiều âm rồi. À xin lỗi, chiều dương rồi, lấy pha âm trừ pi phần 3. Đây là pha U, vậy thầy suy ra pha Y sẽ bằng bao nhiêu? Mạch là mạch chỉ chứa tụ, thế nên pha Y sẽ bằng pha U cộng pi phần 2. Vậy là nó sẽ bằng pi phần 6 đúng không em? Mà Y bằng pi phần 6 thì tất nhiên là Y của chúng ta sẽ bằng Y0 căn 3 phần 2. Y0 thì ở đây là bằng 2, thầy thay vào thì nó sẽ là bằng căn 3. Đáp án của chúng ta là D. Câu số 21, D chứ sao lại B nhỉ? Ô, thầy thấy nhiều bạn ra đáp án là B quá, hay là thầy nhầm đâu nhỉ? 21. Nào mọi người xem lại thầy, 21 là D hay là B đây? Thì thấy đáp án là B nhiều quá. Ừ. Nếu làm hệ thức vuông pha thì em dùng làm hệ thức vuông pha, nhưng vuông pha thì nó không làm sao, nó không loại được nghiệm. Đấy, bạn Lê Mạnh Cường mà không dùng hệ thức vuông pha. Nếu em trong khóa live thì em nên xem lại nha, vì thầy đã chữa cái này trong khóa live rất kỹ. Bạn nào dùng hệ thức vuông pha là y bình chia y không bình, đúng không? Cộng u bình chia u không bình ấy, nó sẽ bằng 1. Từ đây thầy cũng suy ra là cái y rất đơn giản thôi, nhưng mà nó lại cộng trừ căn 3. Thì bây giờ lấy cái nào, đúng chưa? Đấy, lấy cái nào thì lưu ý đáp án mình nó phải là đáp án D nhá. Bạn nào ra đáp án B xem lại, bởi vì đây là mạch chỉ chứa tụ. Được chưa? Đáp án của chúng ta là D. Tiếp tục câu số 22. Một vật dao động điều hòa, đề bài cho phương trình x và hỏi biên độ, quá dễ với chúng ta. Đằng sau này không vấn đề gì. Đáp án D. Câu số 13. Máy phát điện xoay chiều và đề bài hỏi cái công thức tính F, thì mình thường hay dùng công thức là F là bằng P nhân gì ạ? P nhân N. Thì công thức này ấy, là dùng khi mà cái tốc độ của N là vòng trên giây. Thế còn nếu mà vòng trên phút thì nó sẽ phải bằng P nhân N phần 60 các em nhé. Nếu mà N là vòng trên phút đó, bởi vì giây với phút nó lệch nhau 60 mà. Thế nên câu này ở đây là đề bài cho N vòng trên phút, thì mình chọn đáp án C thôi. Tiếp theo câu số 24. Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa. Câu này thì tỉnh táo thôi. Gia tốc ngược pha ly độ, ok này. Vận tốc sớm pi trên 2 này, ok. Vận tốc trễ pi trên 2 so gia tốc, đúng này. Vậy đáp án sai là vận tốc gia tốc ngược pha. Đáp án câu 24 là D. Tiếp theo,
Câu số 25. Câu này là dạng liên quan tới R biến thiên thầy vừa dạy trong khóa Live C ở tuần trước, không biết là mọi người có nhớ không? Nào, chúng ta xem là chúng ta tính như thế nào đây. Xem tính như thế nào câu 25 nhé. 25. Ở đây là bài toán R biến thiên và người ta nói là tại giá trị là 15 và 60 thì cùng công suất. Vậy chúng ta sẽ sử dụng hệ quả. Hệ quả đầu tiên, R1 nhân R2 thì bằng R0 bình phương. Đó, và R1 cộng R2 là sẽ bằng U bình trên P. Thì thay vào thì đây thì sẽ có R1 nhân R2 là 15 nhân 60 bằng R0 bình. Vậy thầy tính được cái ông R0 này. Máy tính đâu bao giờ? Đây rồi, máy tính đây. Máy tính xem bằng máy nha. Căn ra 30 rồi. Đó, R1 cộng R2 thì là 15 cộng 60 là bằng U bình phương. Đó, chia cho P. P là 300. Vậy ta tính được U bình đi. Đúng không? 300 mà nhân với 15 cộng 60 thì nó sẽ là bằng 22500. Vậy chúng ta có P max là bằng U bình chia cho 2R0. Đó, sẽ là bằng mấy? U bình này, U bình đây rồi, chia cho 2, chia cho R0 là 30. Vậy nó bằng 375. Đó, 375. Vậy thì đáp án gần nhất của chúng ta sẽ là bằng 360. Đáp án của chúng ta là C. Câu số 25C. Tiếp tục. Câu 26 lại là một câu thuần túy lý thuyết thôi. Đề bài hỏi công thức tính biên độ dao động tổng hợp. Thì quá dễ, biên độ tổng hợp thì nhìn tính nhá. Đáp án B. Rồi, xong. Câu số 27 hỏi công thức tính tổng trở thì cũng nhìn tính thôi. Đáp án D. Không cần nghĩ nhiều. Câu số 28. Một cái con lắc alpha 0 là bằng 5 độ và ly độ góc alpha là bằng bao nhiêu thì động năng gấp 2 lần thế năng. Thì mình có động năng mà bằng 2 lần thế năng thì tương ứng alpha sẽ bằng cộng trừ alpha 0 chia cho căn của 2 cộng 1. Đúng không? 2 cộng 1. Công thức quen thuộc. Thì mình thay vào thôi. Vậy là đây sẽ là bằng 5 phần căn 3. Thầy bấm xem là nó sẽ là ra là bao nhiêu. Nó sẽ ra là bằng 2,88. Nó xấp xỉ 2,89. Đáp án câu 28 của chúng ta là A. Tiếp tục. Câu số 30. Một con lắc lò xo. Đề bài cho ta M này. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,05 giây thì động năng và thế năng lại bằng nhau. Chúng ta biết là động năng bằng thế năng sau những khoảng thời gian là T/4. Vì vậy, đúng không nào? Là bằng T/4. Từ đây chúng ta rút ra được chu kỳ T, nó sẽ là bằng 0,2. T là bằng 2π nhân căn của M. M là 0,05 chia cho K. Chúng ta tính được K. Nào, 0,2 này chia cho mẫu số là 2π là 2 nhân căn 10 đây. Rồi. Bằng này, thầy bình phương lên. Rồi thầy lấy 0,05 là 50 này. Đáp án này 29 à. Dễ nhỉ? Xem là có cái gì khó khăn không. Đây. Câu 30, được chưa? Câu số 30 của chúng ta là một câu thật ra ấy, câu này là lấy lại từ đề đại học năm 2018. Đấy, 2019 nhỉ? Chắc nhớ 18, 19 là đề của bộ đấy. Rồi, có một chút biến đổi thôi. Đấy, thì bây giờ câu này xem là bây giờ mình sẽ làm nó như thế nào. Đề bài cho ta đồ thị mối liên hệ giữa U của quận dây và UC. Rồi. Thế bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta có rất nhiều cách làm đúng không các em? Và nếu mà bạn nào mà không muốn nghĩ ngợi nhiều thì các bạn hãy sử dụng cái công thức độc lập tổng quát mà thầy đã cho mọi người. Không biết là các bạn có nhớ không? Dùng hệ quả. Thế thì mình dùng công thức độc lập tổng quát nhé. Đây. Bây giờ thầy có UCD với UC. Đúng không? Thầy coi nó là hai cái đại lượng điều hòa. Và đây thầy sẽ sử dụng cái dạng là gì? X1 chia cho A1 bình. Cộng này. X2 chia cho A2 tất cả bình.
đúng không? Trừ 2 lần x1 a1 x2 a2 nhân cos của delta phi là bằng sin bình delta phi. Đó, thì đây là cái công thức độc lập tổng quát của chúng ta. Thì bây giờ mình giải quyết nó như thế nào? Thứ nhất ở đây là các bạn phải nhìn nhanh như thầy ấy, là do cái tính đối xứng. Các bạn thấy là hai cái ống bu này nó có tính đối xứng nhau không? Đây, nó có tính đối xứng qua cái trục này. À vậy thì thầy cũng rút ra là U0 của CD thì nó bằng U0 của ông C. Đúng chưa? U0 của cuộn dây là bằng U0 của C. Có nghĩa là cái A này của thầy là bằng nhau hết này. Đúng chưa? Đó, và thầy đặt chung cái này là U0, là thôi ký ở U0C đi. Đó, không lấy tí lại thắc mắc. Rồi. Nào, thế bây giờ thầy có những cái tọa độ nhé. Tọa độ của cái điểm số 1 này, các bạn nhìn này. Tại cái điểm số 1 thì tọa độ của thầy là bao nhiêu? À, ông UC này là bằng 1, đúng chưa? Còn ông UCD là bằng chỗ này là trừ 2. Đó, trừ 2. Ở số 2 thì tọa độ của thầy ở đây nó sẽ là ông này là dương 2. Đó, ông này là 2, còn ông kia tiếp tục là trừ 2. Thì thay vào cái phương trình này, thay phương trình này. Nào, bây giờ thay vào thì thầy sẽ có là gì? 1 trên cho U0C bình phương cộng đây trừ 2 chia cho U0C tất cả bình phương trừ 2 lần 1 nhân trừ 2 đúng không? 1 nhân với trừ 2 chia cho U0 bình phương nhân cos của delta phi là bằng sin bình của delta phi. Đó. À, điểm thứ hai thầy thay vào đây thì đây nó sẽ là 2 chia U0C bình phương cộng trừ 2 chia U0C bình phương trừ 2 lần nhân 2 nhân trừ 2 chia U0C bình phương nhân cos của delta phi là bằng sin bình delta phi. Thế thì cái phương trình này thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ có hai ẩn, đúng không? Ẩn thứ nhất là U0C và ẩn thứ hai là cos delta phi. Bây giờ chúng ta đang cần tìm cái cos của delta phi, đúng chưa? Chúng ta thấy mẫu là đều có U0 bình, chúng ta chuyển vế lên đây thì nó bằng nhau. Vậy là thầy có hai cái phương trình bằng nhau và thầy sẽ tính được cái cos của delta phi luôn. Các bạn hiểu chưa ạ? Đây. Cái này U0 nhá. Nhân chéo lên đây đúng không? Đây các bạn nhìn thầy bỏ cái này đi này. Đó, thì có đúng là nhân với U0C bình phương đâu, dưới mẫu cũng thế. Chuẩn chưa? Đó, làm quen này làm rất nhanh thôi. Vậy là cái phương trình này của thầy sẽ bằng phương trình dưới này. Có nghĩa là 1 bình cộng với trừ 2 bình phương trừ 2 nhân 1 nhân trừ 2 nhân cos của delta phi. Đó, sẽ bằng cái phương trình phía dưới. Phương trình phía dưới là 2 bình cộng trừ 2 bình phương trừ 2 nhân 2 nhân trừ 2 nhân cos của delta phi. Vậy là thầy tính được cái cos delta phi. Đó, gọi là câu này là toán học thôi. Và nó thích thì vẽ đường tròn phát. Đúng không? Nào. Ừ. Có công thức nào giúp làm giàu ạ? Trời ơi. Công thức làm nếu mà có công thức làm giàu thì ngồi đây thì dạy các bạn làm gì? Tất nhiên là thầy dạy các bạn thì đôi khi nó không phải vì tiền, đúng không? Vì cái sự đam mê và vì sự phát triển của các cái thế hệ 2K4 nước nhà. Đấy. Ừ. Nhưng mà có công thức làm giàu cái đấy thì khó nha. Mấy công thức vật lý thầy nhầm còn sai. Nào thôi quay trở lại cái chỗ này. Cốt delta phi là bằng mấy các em ơi? Các em tính giúp thầy sao bằng mấy nhỉ? Ừ, thôi đây lấy máy tính bấm đi. Đây. 1 này cộng 4 này trừ 2 bình phương nhân 2 này. Chuyển cái này sang đây. Trừ 3. Cái này là mấy nhỉ? Cái này là trừ 4. Cái này là trừ 8, vậy là bằng 3 phần 4. Ừ. Đúng chưa? Trừ 3 phần 4. À vâng, bằng 3 phần 4. Thế thôi. Cốt delta phi 3 phần 4, vậy thầy tính được delta phi. Đó, ship code 3 phần 4. Đó, nó là bằng 0,72 radian. Đúng chưa? À, 0,72 radian. Đúng 3 phần 4 không hay trừ 3 phần 4 nhỉ? Cái này chuyển đây là trừ này. Chuyển sang đây. Đúng nhỉ? Ông này chuyển sang đây thì sẽ là dương này. Ông này chuyển sang đây thì là âm. Đúng rồi. Trừ 3 phần 4 á? Anh nhầm sai à?
Trừ 3/4 à? Ok, thế này mình nhầm sai à? Okay, trừ 3/4. Rồi, vậy là 2,41 à? Ừ. Xanh đến cuối thì nhầm sai. 2,41. À, đúng không? Rồi, tuy nhiên mọi người lưu ý, ở đây thì người ta hỏi cái độ lệch pha của gì? Của gì? Thì mọi người chú ý với thầy này, đây là thằng UC đúng không? À, mình học điện rồi. Còn đây là Y của chúng ta. Còn đây là U của dây. Đấy, U của quận dây này. Đó, và góc này của chúng ta là chúng ta vừa tính là 2,41. Nhưng đề bài hỏi là độ lệch pha giữa U dây và dòng điện và Y thì nó là cái góc này. Vậy thì góc này bằng bao nhiêu? Có đúng bằng 2,41 trừ góc vuông này là 90 độ không? Vậy lấy 2,41 trừ 90 là trừ pi trên 2 chứ đừng ai trừ 90 độ nhé. Mình đang tính radian. Vậy là bằng 0,85. 0,85. Và đáp án của chúng ta là đáp án A. Câu số 30 A. Tiếp tục. Đấy, một câu cũng ngày xưa khó, bây giờ thì với các bạn nó đơn giản rồi. Bây giờ với các bạn thì câu này nó thuộc dạng quá đơn giản. Đúng không? Không có gì nói. Rồi, bây giờ mình tiếp tục này. Câu số 31. Lực kéo về tác dụng một chất điểm dao động điều hòa thì có độ lớn như thế nào? F kéo về thì tính như nào các em nhỉ? F kéo về thì được tính là bằng trừ Kx. Đúng không? Trừ Kx. Vì vậy, độ lớn lực kéo về nó luôn tỷ lệ với x và luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 31 đáp án chúng ta là D. Tiếp theo, câu số 32. 32 thì câu này nếu bạn nào học khóa lai C thì cũng biết là thầy lại chữa rồi. Đấy, nên là làm nó nhẹ nhàng thôi, rất dễ. Đấy, 32. Thầy lấy tờ giấy ra thầy hướng dẫn mọi người làm cũng nhé. Câu 32 là một câu con lắc đơn của chúng ta mà là có gì? Con lắc đơn của chúng ta có lực điện. Thì chúng ta thấy là sao? Đây. Đây là cái vị trí cân bằng của nó bây giờ nó sẽ bị lệch lên này. Đúng không? Đấy, vị trí cân bằng nó sẽ bị lệch lên. Và cái góc lệch là góc alpha. Đó, alpha. Chúng ta có là tan của alpha thì là bằng F điện trên cho P. Và chúng ta thấy là F điện QE thì bằng P, vậy cái này bằng 1. Suy ra alpha là bằng 45 độ. Đó, 45 độ. À, góc này 45. Đề bài nói là kéo lệch góc 51 theo chiều của điện trường. À, vậy là đây. Người ta kéo ra góc là lệch là 51. Đúng chưa? Rồi người ta buông tay thì các bạn phải hiểu đây bây giờ nó là cái vị trí cân bằng mới này. Và nó sẽ dao động quanh cái khu vực này. Đó, quanh khu vực này. Đúng chưa? Vậy đây thầy sẽ rút ra là cái góc alpha 0 nó bằng mấy? Góc này là alpha, góc này là 51. Vậy tất nhiên cái góc này là alpha 0 sẽ bằng 51 trừ alpha là 51 trừ 45. Vậy là bằng 6 độ. Bây giờ nó sẽ dao động với biên độ là 6. Một cái mình cần chú ý nữa là ở đây g phẩy của chúng ta được tính là bằng căn của g bình cộng a bình. Thế nhưng mà do hai cái ông này bằng nhau, thế nên g với a là bằng nhau. Thì đây nó sẽ ra là bằng g căn 2. Thế thôi, mình tính v gì ạ? Mình tính v max qua vị trí cân bằng. Thì được tính là bằng căn của 2g phẩy l nhân 1 trừ cos của alpha 0. Đó, và thầy thay những cái thông số đề bài cho vào. Căn này của 2 g phẩy thì đây là g căn 2, g thì là bằng 10 nên 10 căn 2 này. L thì đề bài cho là bằng 1 mét nhân với 1 trừ cos của đây là cos của 6 độ. Vậy thôi. Bấm máy tính nhá, xem bằng máy. Căn này 2 nhân 10 căn 2 này. Nhân với 1 nhân với gì nào? 1 trừ cos của 6. Nhưng mà đây thầy phải đổi ra độ nhá cho nó đúng. Rồi, là 0,39. 0,39 mét trên giây. Và đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 32, đáp án của chúng ta là C. Chuẩn chưa? Tiếp tục. Câu số gì? Câu số 33. Câu 33. À, cho một cái điện áp U vào hai đầu một cái cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, độ tự cảm L. À, biểu thức của cường độ dòng điện của cuộn cảm là như thế nào? Thì quá dễ rồi, mình có thể dùng Casio luôn được không? Casio luôn nhé. Đó. Mình sẽ làm 100 móc gì ạ? 100 móc 0. Ồ, thầy chưa để Casio. Đó, các bạn biết bấm Casio cái điện này chưa nhỉ? Thầy đã dạy rất là kỹ rồi. Hôm vừa rồi thầy cũng đã có một buổi dạy lại. Cái ZL thì bằng mấy nào? ZL thì đây là 50. Đúng không? Đây, 50. Vậy chỗ này là 50i. Rồi, 2 và trừ pi trên 2. Mình xem cái nào chọn nào. 2 trừ pi trên 2. Đáp án mình là A. Câu số 33. Đáp án của chúng ta là A. Tiếp tục câu 34 của chúng ta.
khóa học là bao nhiêu? Không, khóa học thì hiện tại đang được sale 50% và các bạn được tặng cái hộp đề to đùng mà thầy hay giới thiệu đấy. Đấy, thì khóa Lite luyện đề là có giá là 900k thôi mọi người ơi. Nếu các bạn đăng ký thì có thể đăng ký sớm để nhận ưu đãi. Link đăng ký thì thầy ghi ở comment đấy nha. Bạn nào muốn tham gia thì đăng ký. Câu 34. Câu này thì cũng rất dễ thôi nhưng mà phải tỉnh táo đọc đề cho nó chuẩn. Đề bài cho chúng ta một cái vật khối lượng là 100g và độ cứng là K là 100. Và bây giờ đề bài nói là kéo vật, nói chung là tính gì thì tính, mình phải tính những cái thông số cơ bản đã, đúng không? Là omega, omega thì được tính là căn của K phần M. Đó, thì nó là bằng bao nhiêu? 100 chia 0,1 thì nó là bằng 1000 thì nó sẽ là 10 pi. Từ đây thì thầy sẽ có hai cái mà thầy cần phải làm. Đó thì tính được cái delta L0 là bằng 1 chia omega bình nhân G. Thì quen rồi nên thầy nhẩm được ra là 1 cm. Các bạn thay vào bấm nhé. Và cái chu kỳ T thầy tính được nó là bằng 2 pi chia omega là 10 pi thì là bằng 1 phần 5. Điểm ta xem là người ta kích thích cho vật dao động như thế nào. Nào, kích thích dao động như thế nào? Bây giờ đây là cái vị trí cân bằng nha. Đúng không? Treo vật vào thì là mấy? À, treo vật vào chưa làm gì ấy thì là giãn mấy rồi? Giãn 1. Đúng không? Sau đó người ta kéo đến vị trí giãn 2. À, vậy thì giãn 2 thì có đúng là sẽ nằm ở đây không? Giãn 2 nằm đây, các bạn lưu ý đây là vị trí cân bằng nhé. Đúng chưa? Giãn 2 là sẽ nằm ở đây. Chuẩn chưa? Rồi, vậy là ở đây thì sẽ có x bằng mấy? X bằng 1. Đúng chưa? Kéo giãn 2 thì có đúng nằm ở đây. Đây, đoạn này là bằng 2. Đoạn này là 2 thì có đúng đoạn này là 1 chưa? Vậy là x bằng 1. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục là V của chúng ta thì đề bài cho là 10 pi căn 3. Vậy là nhìn vào đây và vào đây, chúng ta sử dụng công thức độc lập thời gian, thầy nhẩm ra A nó bằng 2. Quá dễ. Đó, nhưng đề bài thì yêu cầu là thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ. Vậy là ngay lập tức chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn pha. Trên đường tròn pha để xác định giãn nén thì cái vị trí đặc biệt của mình là trừ delta L0 chính là trừ 1, biên độ A bằng 2. Bằng 2. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như thế này. Đúng chưa nào? Đó, và thời gian T nén ở đây nó sẽ là T trên mấy các em? T trên 3. Mà T là 1 phần 5, vậy thì nó sẽ là bằng 1 phần 15. Đấy. Cái này là 2 pi phần 3 và trừ 2 pi phần 3 nhé, cho bạn nào mà chưa thành thạo. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu số 34, đáp án D. Tiếp tục. Tiếp tục. Câu số 35. Câu 35 của chúng ta. Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước, S1, S2 cùng pha, đây cùng pha là cái rất quan trọng, để đánh dấu nó vào cho mọi người nhìn. Cùng tần số. Tại điểm M, cách S một đoạn là 25 và cách S2 đoạn là 20,5, có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của S1, S2 thì có 3 đường không dao động. Vậy thì ở đây chúng ta phải kết luận là M sẽ thuộc cực đại số gì ạ? M nó thuộc cực đại là KM bằng 3, viết như này cho nó dễ. Tại sao? Ở giữa nó có 3, vậy là tổng là phải 4, thì ở giữa mới là 3, đúng không? Tính từ 0 mà 4 thì chính là gì? K bằng 3, 0, 1, 2, 3, đúng chưa? KM bằng 3. Thầy dùng công thức là D2 trừ D1 bằng gì các bạn nhỉ? Bằng K lambda, bởi vì hai nguồn đây nó là cùng pha và lại cực đại. Thay vào, D2 của chúng ta là bằng 20,5. À đây chết, phải lấy cái này đúng rồi, nó phải bằng trừ 3 đấy. Nó cộng trừ 3, lấy cái nào cũng được, nhưng mà ở đây thầy lấy để làm sao cho nó thỏa mãn cái yêu cầu đề bài. Đây, D2 nó nhỏ hơn D1 thì nên nó phải là trừ 3. D1 nó là bằng 25. Đó, thì đây nó mới là ra là trừ 3 nhân lambda thì nó mới đúng. Không lambda nó âm thì lại vô lý à. Đúng không? Cộng trừ 3 đều được hết, đều thỏa mãn hết là có 3 đường. Nhưng với thằng này thì phải lấy trừ 3. Vậy đây lambda bằng mấy? Trừ 4,5 chia 3, vậy 1,5. Đề bài yêu cầu chúng ta tính số gì? Số điểm không dao động. Không dao động thì K nó nằm trong khoảng nào? Lấy máy tính bấm luôn. AB bao nhiêu? S1, S2 là bằng 8. Vậy thì lấy 8 mà chia cho ông 1,5. Đó, thì trừ 0,5 thì ông này ra là 4,3 đến trừ 4,3. Xin lỗi, 5,3. Đây không dấu bằng nha, tính hai đầu. Vậy là số nghiệm của chúng ta chạy từ trừ 5 tới mấy các bạn? Tới 4, và tất nhiên là có 10 rồi. Câu 35, đáp án A. Sao lại trừ 5 đến 5, thằng Thái kia tính cực điểm mấy em? Điểm không có động mà.
mới đăng ký khóa học thì học từ đâu để không kịp kiến thức à? Đấy, có bạn hỏi nên thầy nói, không lại bảo thầy giới thiệu quảng cáo nhé. Đấy là không lại bảo thầy suốt ngày thầy đi quảng cáo khóa học. Đây, thầy nói qua nhé. Đây, cái khóa Lai C này là cái khóa mà dạy các cái chuyên đề, nó có gần 6.000 bạn này. Wow, không hoạt động này nói phép. Đâu nhỉ? Cái mục công bố đâu thầy không biết nhỉ? Đây, thì các bạn vào cái link tổng hợp của cái bài giảng khóa học. Nó chạy đi đâu rồi? Nó có một cái mục công bố mạng nó đang lag, thầy không chỉ được. Đấy, mạng đang lag quá. Thì các bạn lưu ý là những bạn nào mà trong khóa học mà giai đoạn này mà muốn học lại từ đầu ấy, thì lời khuyên thầy về học thật cẩn thận những cái bài đầu tiên của khóa Lai C nhá. Vì như thầy đã nói rồi, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 giống hệt nhau. Và nếu bạn nào mà học qua chương số 4 là chương gì nhỉ? Chương mạch dao động LC, thì chương số 4 là chương 1 nhá. Chương số 4 là chương 1. Chương đầu học cẩn thận thì những chương sau học sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy. Ừ. Chỗ chú ý có thôi rồi, thì thầy cũng không lấy điện thoại ra. Thôi đây. Hình như iPhone 6 nó hơi lag. À, đáng chú ý này chính là công bố. Ok. Rồi, đây 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 đây. Ok. Nào. Đây. Cái link tổng hợp bài giảng khóa live live đây. Đây nha. Giờ anh em nhìn thấy bài bản khoa học đẹp trai chưa? Những cái màu đậm là những cái bài vận dụng cao đấy. Đúng chưa? Thì đây nha. Nhắc lại này, hiện tại thì trong khóa live là đang học đến cái chương điện xoay chiều đúng không? Điện xoay chiều. Thì bạn nào mất gốc ấy thì vào giúp thầy. À, bạn nào mất gốc vào giúp thầy này là sẽ có những cái bài giảng cơ bản, thầy không đánh dấu màu đậm ấy thì là không phải vận dụng cao, thì học trước những cái đấy. Và sau đó thì chuẩn bị luyện đề với khóa live. Vận dụng cao thì cài lại sau. Nha. Ok. Cái này là iPhone 6 thầy độ lại màn hình để kiểu đi đâu mình cầm nó tự tin so với mọi người mà. Câu số 36 của chúng ta. Nào 36 này. 36 này không biết là chữa chưa các bạn nhỉ? Nhìn quen quá. Câu 36. Ừ, quên gần hết, không sao. Những bạn mà bảo là em quên gần hết chương 1 không không sao, bởi vì sắp tới mình luyện đề mình sẽ nhớ lại hết những cái thứ đó. Đó, bây giờ không ngồi để cày lại đầu nữa. Trước đây mình học mình hiểu là ok rồi. Còn nếu mình quên không sao, và mình cũng chấp nhận là ví dụ đi thi mình có quên một vài dạng điểm thấp một xíu không sao. Nhưng về đại cục sắp tới mình luyện đề thì mình sẽ nhớ lại hết cái điều đó. Nên không lo nha, không lo cái câu chuyện đó. Rồi, thế bây giờ mình sẽ tiếp tục với câu 36. Chữa rồi à? Ừ. Nào bây giờ ta có ba cái dao động là x1, x2, x3. Và ba cái dao động này thì giống hệt nhau, chỉ khác nhau mỗi là pha thôi đúng không em? Không va chạm với nhau. Biết tại mọi thời điểm thì động năng thứ nhất luôn bằng thế năng thứ hai. À, cái này thì có một cái mệnh đề này. Động năng thứ nhất đúng không? VKD1. Đó, thì bằng thế năng của thằng hai. Thì ở đây thì sẽ có động năng của một thì tất nhiên là bằng cơ năng trừ thế năng một thì bằng thế năng của hai. Hai có nghĩa là cơ năng thì bằng thế năng một đó cộng thế năng hai. À, hay suy ra là A bình thì có đúng bằng x1 bình cộng x2 bình không? Đó, thì khi thầy viết như này thì mọi người đủ hiểu là hai ông này là vuông phải. Đúng không? Ừ. Hai ông này là vuông phải. Rồi. Cái gì? Nguyễn Công Anh lương thầy 50 triệu. Trời, sao các bạn hỏi cái câu hỏi? Lương lương mà 50 triệu thì buổi tối ngồi dạy này làm gì? Đúng rồi, trà mì này đúng, lương là 4 triệu rưỡi. Lương giáo viên mới ra trường mới đi dạy được có 10 năm thì lương đâu 50 triệu, làm gì có cái giáo viên nào trên đời lương 50 triệu. Nào, quay trở lại nha. Chém gió anh em lần màn quá. Vậy là ở đây thầy có một cái hệ, là các bạn lấy máy tính tính hộ thầy nào không ngồi nãy giờ chém gió cũng quên hết kiến thức. Đây. X2 là bằng x1 cộng 0,2a. Đúng chưa? X1 bình cộng x2 bình là bằng a bình. Vậy bây giờ thầy cần các bạn tính cho thầy xem là x1 nó bằng bao nhiêu a và x2 là nó bằng bao nhiêu a. Coi a nó là một cái tham số. Đúng không? Đó, coi A là một cái tham số về chúng ta tính x1, x2 theo nó. Thì cái việc rất là dễ thôi. Các bạn lấy thằng x2 này, các bạn thay vào đây. Xong các bạn bấm giải phương trình. Đó, giải phương trình. Với A làm tham số đặt bằng 1 cũng được. Thì chúng ta sẽ tính được x1 theo A mà x2 theo A. Nào tính đi, tính cho thầy cái này. Đó. À, trong khi các bạn tính thì thầy nói tiếp, đó là gì?
Đề bài yêu cầu người ta tính tỷ số giữa động năng của vật 2, đúng không? VKD2 chia cho động năng của vật 3 là VKD3. Tất nhiên là về động năng thì mình không dạy ở đây rồi. Mình sẽ chuyển nó về thế năng. Thầy sẽ viết nó thành cơ năng trừ thế năng 2 chia cho cơ năng trừ thế năng 3. Ở đây các bạn cũng phải chú ý là ba vật này thì giống hệt nhau, thầy đã nói là ban đầu. Vì vậy có nghĩa là cơ năng của chúng thì bằng nhau. Thay vào đây thì cái cơ năng này nó chính là gì? A bình trừ thế năng là x2 bình. Mẫu số là A bình trừ x3 bình, nhưng x3 bình thì là bằng x2 nhân x1. Nếu mà chúng ta tính được cái tỷ lệ ở đây, đây x1 là bằng bao nhiêu a, x2 là bao nhiêu a, mình thay vào đây thì có đúng nó rút gọn được hết và mình sẽ tính được cái tỷ lệ này không? Đó. Nào bây giờ các bạn cho thầy biết cái chỗ này bằng mấy nào. Anh em ngồi cái gì? Thầy bán lươn ở Hà Tĩnh hay Nghệ Tĩnh? Hình như là ở Nghệ An đúng không? Ở Nghệ An là có một cái món rất nổi tiếng là hình như món cháo lươn. Thấy có. Tuy nhiên các bạn nói thầy mới nhớ ra là hồi năm khóa 2K2 có cái anh đạt được 10 điểm lý ấy, thì thầy về tận nơi để trao quà cho anh ấy. Thì nghĩ Nghệ An thì cũng gần thôi, nhưng mà cuối cùng là ông ấy ở tận tít mù khơi Nghệ An, ở tận tỉnh Con Cuông. Đấy, thì đi đường mòn Hồ Chí Minh đi mất mười mấy tiếng mới đến nhà ông ấy. Thì là trên đường thấy quảng cáo rất nhiều là món cháo lươn. Nào, x2 là bằng trừ 0,8 à. 0,6 với 0,8 các bạn. Đây thì nó cho là dương rồi, đúng không? Đây nó cho là dương thì mình lấy là dương. Rồi, thằng x2 là bằng 0,8. Cái này là 0,6. Rất đẹp, ok, cảm ơn bạn Lê Mạnh Cường nhá. Không, đấy là thật. Thầy thấy đi trên đường quảng cáo rất nhiều. Đó. Nào thế mình thay vào đây thôi. Thì là A bình, đúng không? Trừ x2 là bao nhiêu? X2 là bằng 0,8. A tất cả bình chia cho mẫu số là A bình trừ ông này là 0,6 nhân 0,8 A bình phương, thế là xong. Đúng không? Ok, rất là đẹp, cảm ơn mọi người. Đấy, ở đây thì chắc mọi người phải lấy nó dương đúng không? Đề bài cho hai xếp dương mà. Mình lấy dương nhá. Nào, vậy là phân số thì sẽ bấm là 1 trừ 0,8 mũ 2 chia cho mẫu là 1 trừ 0,6 nhân 0,8. Nó ra 9 phần 13. Xem có đáp án này chọn không. À, có đáp án đây rồi. Câu số 36, đáp án là A. Rồi, cảm ơn mọi người. Tiếp tục nào. 36 xong. Đến câu 37. Nào, 37. 37 thì dễ quá. Vừa chữa xong. Trong line C. Câu 37 cho một cái sóng ngang. Đó, sóng ngang. Và bây giờ người ta cho hai cái điểm MN trên phương chuyển sóng. Đề bài yêu cầu là tính cái khoảng cách lớn nhất giữa MN. Thì mọi người phải hình dung là MN nó sẽ dao động như thế này. Đấy, trong đầu là phải có cái sự hình dung như thế đã. Đó, thế bây giờ thì muốn tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cái điểm như thế này, đúng không? Thì khoảng cách giữa MN thì sẽ được tính là bằng căn của gì? Căn của D0 bình cộng với delta U bình. Đó, trong đó D0 là khoảng cách ở vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng thì là chỗ này với chỗ này đây này. Nó cách nhau mấy ô? 1, 2, 3, 4. Đây, D0 là bằng mấy? 4 ô. Mà đây 12 thì là bằng 6 ô, thì lấy 12 chia 6 nhân 4, vậy là D0 đây là bằng 8. Delta U thì được tính là bằng hai cái phương trình này trừ nhau. Biên độ thì là 1, vậy là 1 móc 0 trừ 1 móc của độ lệch pha. Thì tính cái độ lệch pha một tí. Độ lệch pha delta phi là bằng 2 pi D0 chia lambda. 2 pi. D0 bằng mấy? À bằng 4 ô. Đúng không? Bằng 4 ô, 1 2 3 4 đấy. Chia lambda là bằng, thôi thì cũng lấy 4 thì lấy 8. Và đây là 24 cm cho nó dễ. Đúng không? Lambda có đúng bằng 24 không? Điểm này với điểm này giống hệt nhau. Vậy cái này 16 chia 24 vậy là 2 pi phần 3. 2 pi phần 3, vậy đây là móc 2 pi phần 3. Thế đó, thay vào một phép tính là xong. 1 móc 0 này. 1 móc 0 trừ 1 móc của bao nhiêu? 2 pi phần 3, chuẩn chưa game? Mình đổi ra dạng phức. Nó sẽ là bằng căn 3 và móc trừ pi phần 6. Nhưng đề bài yêu cầu ở đây là gì? Lớn nhất đúng không game? Đây, lớn nhất.
Vậy thầy lấy delta u max, delta u bằng một phương trình này thì nó đạt max. Đó, chỗ này max nó sẽ là bằng căn 3. Vậy đây khoảng cách của thầy sẽ là căn của 8 bình phương cộng căn 3 bình phương. Căn 67 nha. Vậy nó ra là bằng 8,18, cũng là gần nhất với 8,2. 37, đáp án của mình là C. Tiếp theo, câu số 38. 38. À, 38 thầy vừa dạy hôm trước này. Dạy hôm trước. Tối mai lại tiếp tục kem nhé. Tối mai là sẽ có cái các cái giảng đồ đặc biệt này của điện xoay chiều đấy, học xong cái đấy là cũng khá là yên tâm tự tin điện rồi. Nào, bây giờ làm sao mình tính được cái này? Đây là cái bài rất cơ bản, người ta cho là C biến thiên để UC max, đúng không? UC max. Và UC max thì ở đây người ta cho là bằng 160. UC max thì được tính là bằng U0 của mạch, xin lỗi, U của mạch nhân căn R bình cộng ZC bình và chia cho mẫu của chúng ta là R. Thay vào U bằng bao nhiêu ta? 80 nhân căn này, R bình đang cần tìm đúng không? À xin lỗi, R bình cho đúng không? 20 căn 3 tất cả bình cộng với ZC bình phương chia cho mẫu là 20 căn 3. Từ đây thì mình nhẹ nhàng mình tính được ông ZC. Đấy, rồi, ZC. Thế có ZC rồi thì mình giải quyết như thế nào? Thầy đang đi cần tìm Y, vậy thì thầy đi tính thằng ZL nữa. Thầy dùng công thức là ZC. Các bạn tính giúp thầy ZC đây bằng mấy nào? Đó. ZC thì được tính là bằng R bình cộng ZL bình chia cho ZL. Đây là ZC. Đó, mình thay vào. Mình thay vào. R bình là bằng mấy nhỉ? R bình là 20 căn 3 cộng ZL bình chia cho ZL. Đó là bằng ZC. ZC bao nhiêu nhỉ? Em dùng giản đồ à? Ấy chà. Cũng được. Giản đồ thì rút ra từ giản đồ cũng được, nói chung dùng cái định ra nhé. Để các bạn chưa tính à? Lười quá thôi thầy tính nhá, thì tự tính vậy. Cái này thì người ta cho là bằng 160 đây này. Cái này bằng cái này tính ZC thôi, có cái gì đâu em. Nào, 160 nhân với 2 căn 20 căn 3 này. Chia 80 này. Mũ 2 lên này. Trừ 20 căn 3 bị bình phương này. Căn này 60 rồi. Đúng chưa? Vậy ZC đây 60. Thì chỗ này là bằng 60 thì thầy tính được ông ZL. Đó, tính ZL mấy nhỉ? Đây là cái phương trình bậc 2. Thì phải bấm phương trình bậc 2 rồi. 19 này. 2 này. Lâu quá thì không bấm cái này nữa. 1 này trừ 60 này và 20 căn 3 bình phương. Đó. Ô xấu thế. Sao xấu này nhỉ mọi người ơi? ZC 60 rồi, bây giờ thầy đang đi tìm tìm ZL ấy. Nó ra xấu quá mọi người ạ. Thế thầy bấm sai đâu nhỉ? Một này trừ 60 này, 20 căn 3 bình phương vô lý nhỉ, 20 căn 3 bình phương mà nó lại ra 60 này. À rồi rồi rồi, khổ quá, thầy bấm là thành 23 bình, khổ ghê khổ ghê. Rồi, vô nghiệm. Đậu xanh. Sao có cái phương trình bậc 2 này mà thầy giải nó khó khăn thế nhỉ? Các bạn tính cho thầy thằng ZL. Tự nhiên thầy lú ghê. Đây, ZL bình này, trừ 60 ZL, đây là 20 căn 3 bình phương đúng không? Thì là 1.200. Ra vô nghiệm. Sai sai nhỉ? ZC rồi mà sao thằng ZL thì tính lại không ra ta? Thế không hiểu là nó câu chuyện nó tại sao nó lại như vậy. R bình cộng ZL bình và chia ZL thì là bằng ZC.
Không, đúng rồi mà. À rồi ơi, thầy lú, đây là C mắt đúng không? Thì đây là ZL, khổ ghê cơ. Đây là ZL. Sorry anh em. Đây là ZL. Xong thay vào đây để tính ZC đấy, mình bị ngược. Đây là C biến thiên, trong đầu thầy lại làm là L biến thiên. Ok. Cảm ơn mọi người đã phát hiện ra cái chỗ mà thầy bị sai nhá. Vậy đây là 60 bình. Đây là 60. Đó, thì đây là bằng bằng ZC. Thằng nào tính ra không ra, vô lý thật. Ra mình bị lú, mình viết đây là ZC. Thế là mình cứ thế mình làm theo, mình không cần nghĩ ngợi gì cả. Mà phương trình nó vô nghiệm thật ấy. Cứ này may phương trình nó mà có nghiệm là mình cũng lấy. À nhưng mà không thể có nghiệm được bởi vì chỗ kia mắc mà. Rồi. Chia cho mẫu là 60. Ok, hôm nay 80. Đẹp rồi. Với C 80 các bạn nha. Rồi, có đầy đủ thông số như này rồi thì thầy tính Y thôi. Y là bằng U trên Z. U của chúng ta, thầy tính Casio nhé. U thì đây là 80 căn 2 này. Pha là trừ pi trên 4. Đúng không nào? Và chia cho mẫu số. Mẫu số là Z. Thì Z ở đây R nó là 20 căn 3. Đó, cộng với Y nhân ZC, ZL đây. Vậy là 60 trừ 80. Đó, siêu lú. Thay vào tính. Xem bằng bao nhiêu? 80 căn 2. Móc và ô 12. 80 căn 2 này. Móc của trừ pi trên 4 này. Trừ pi phần 4. Mẫu số của chúng ta là 20 căn 3 này. Cộng với y này nhân với 60 trừ 80 này. Đổi về dạng phức này. Bằng thôi. Vậy là 2 căn 2 và trừ pi phần 12. Đó. 2 căn 2 và trừ pi phần 12. Đáp án của chúng ta là C. Đúng không? Ừ. Đáp án câu số 38 của mình là C. Tiếp tục nào. Câu số 39. Không ai lấy C học khó hơn những cái dạng này là hôm trước học rồi gì? Hôm trước là L biến thiên, C biến thiên, thầy nói lại hệ quả thôi. Chứ nó khác gì nhau đâu, công thức nó đối xứng. Có 3